Trời nắng quá các bác ạ. Ngày hôm nay là bên em sau buổi sáng là không làm được gì, giờ là máy cẩu đã sửa xong và bắt đầu hạ hàng xuống để bắt đầu quá trình cẩu lắp thi công hệ kết cấu duy bim thép bọc bê tông cốt thép. Em mời các bác theo dõi, đây là cái dầm này. Cốt thép này nó được hàn với nhau tạo thành hệ dàn không gian đúng chỗ bê tông, và thi công sẽ không phải dùng cốt pha trong quá trình thi công. Đây là phòng khám tại Đại Nghĩa với cái khoảng nhịp nhà như này, các bác xem là rất lớn này. Đây. Nó là vượt nhịp 10m các bác nhé. Đây phòng khám, công năng của nó và tải trọng của nó rất là lớn, thì nhiều người phân nhiều phòng. Cầu hệ cột đây. Đem tiến này. Các bác nhìn lên đều này. Toàn bộ dùng hệ giáo thép hết, an toàn chắc chắn. Và đây là hệ các cái cột đây. Cho không biết là có cho đồng nào quay video không, mà chúng này là hành video như này. Em mời các bác theo dõi tiếp cột tiếp theo. Đấy, em đã dựng ba cái cột rồi. Đây cái mép đây à, vạch đây, dáng vạch đây à, không thì nhấc ra ấy lại còn nhanh hơn. Cẩn thận nhá. Có bảy được sang không? Đưa 1,7 sang bên này, mép đây cơ mà. Đây, đâu? Mép đây cơ mà. Đến rồi, một phân. Đâu? Cái này hay là cái này? Đo lại cái này.
Em mời các bác theo dõi quá trình lắp cái cột thứ hai. Anh em đang hiệu chỉnh đây. Lên nick X1 thôi. Xuống đây. Con mặt rất đăm chiêu. Các anh lón lá nhưng mà không hề lá lón. Xuống đây. Từ từ. Xuống đây. Các bác chú ý phía bên xa xa kia thì là một công trình họ cũng đang lắp cột nhá. Công trình đối chứng còn ở đây chúng tôi cũng đang lắp cột đây. Có vẻ đang nó phải ăn vào phía bên trong đằng này cơ. Cẩn thận nó bận cổ đấy. Đúng rồi, làm gì phải luôn, phải chuẩn luôn. Lên tí anh ơi. Thôi. Xuống nhá. Lên tí anh ơi. Xuống được không? Cái cột rất là hoành tá tràng, thép bọc bê tông có thép. Còn đây là cái dầm dài 10 mét đây các bác nhé, dầm dài 10 mét luôn. Em mời các bác xem quá trình hạ cột. Xuống đây. Xuống
Không phải giữ đâu, em chỉ cần giữ định hướng thôi. Còn lại bảo cẩu là hơi đẩy trách về phía thu lại bớt đi. Rất nhiều thép. Rồi, lắc đi lắc lại cái lên. Đấy, xem định vị xem hai bên nó như thế nào. Không về sau bắn à? Chuẩn luôn đấy. À. Đấy. Kính thưa các bác, thế là đã dựng xong sơ bộ cái cột rồi đấy. Nè. Khủng khiếp quá. Anh em lại tiếp tục cho cái cột mới. Mình là đến tối nay thì sẽ dựng xong cột. Thì là cột số 17 gần mương là cột gần nhất. Dựng xong các cột cho hai biên và cột bít rồi. Cột cuối cùng. Đèn pin á?